Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có giây phút tuyệt vời ở trong sự ngợi khen thờ phượng Chúa và tin rằng Chúa vui lòng và đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài tại đây với chúng ta. We thank the Lord that during our time of praise and worship, that it was such an amazing time before the Lord. We believe that the Lord received all of our exaltation and is here with us. Chúa thật là đấng nhân từ và yêu thương chúng ta. Because our God is a compassionate God who loves us very much. Và Ngài cũng là Đức Chúa Trời của các thế hệ. And He is also the God of the generations. Cầu ước chúng ta được biết Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob. The Old Testament tells us that He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ chứng kiến niềm tin cũng như là cuộc chạy đua trong đời sống thuộc linh của chúng ta được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác. We also thank God because this morning we get to witness the journey of faith being brought from one generation and transferred to the next. Chúng ta cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có 4 gia đình sẽ có lễ dâng con cho 5 em bé trong hội thánh ngày hôm nay. We praise God because there are 4 families who want to dedicate 5 children to the Lord this morning. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài cho chúng ta có thêm nhiều em bé được sinh ra và chạy nhảy vui chơi ở trong khu viên của hội thánh của Chúa tại đây nhà thờ. We praise God because we are expanding. Amen. With little ones running out all over everywhere. Và các cháu, nếu Chúa Giêsu chưa trở lại sẽ là thế hệ tiếp nối cho những công việc mà Chúa ngài đã làm và tiếp tục làm ở tại đây với chúng ta. And before the Lord returns, these children will connect one generation to the next to keep running the race for the Lord. Trong giờ này tôi xin mời gia đình của Tuấn Anh và Linh Trần. At this time, we first want to invite the family of An and Lin Tran. Huy và Hannah Lương. Huy and Hannah Lương. Khôi và Yến Phạm. Khôi and Yến Phạm. And Ryan Hardin, Austin and Juan. We also want to invite Austin and Juan Hardin. Amen. Okay. Weave a hand. Oh, from this side. Cảm ơn Chúa. Anh chị em trường này là cũng là một hội thánh nhỏ rồi phải không? Church, look, we even already have even just a small church before us. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Hội thánh gia đình là tập thể mà chính Đức Chúa Trời đã thành lập từ thời ban đầu. Church, we must understand that the family is a divine institution by which God ordained from the very beginning of time. Và con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho và được tin cậy trong tay của cha mẹ để chăm sóc và bảo vệ cũng như hướng dẫn trong sự vinh hiển của Ngài. And the word of the Lord tells us that children are a heritage from the Lord, committed by Him to their parents for care, protection, and training for His glory. Thật là quan trọng để hết thảy cha mẹ ý thức về bổn phận và trọng trách này trước mặt Chúa. It is very important that every parent recognize the sacred obligation and their responsibility to God in this matter. Jochebed là mẹ của Môi-se năm xưa đã nuôi nấng và dạy dỗ Môi-se khi dâng con của mình cho Chúa. Jochebed of old trained her very own child who was Moses after having given him to the Lord. Và chúng ta thấy bà Anna cũng đã vui lòng dâng con trai của mình là Samuel cho Chúa bởi vì bà ý thức rằng chính Chúa đã ban Samuel cho bà. We've also read in scripture how Hannah herself was pleased to give her child Samuel to the Lord because she was so very conscious that the Lord had given Samuel to her. Joseph và Mary là mẹ phần xác của Chúa Giêsu cũng đã dâng Chúa ở trong đền thờ. We also know that Joseph and Mary also brought the infant Jesus Christ to the temple. Chúng ta cũng biết Louis và Ernest mẹ và bà của Timothy cũng đã ảnh hưởng, dạy dỗ và hướng dẫn Timothy trở nên tôi tớ hầu việc Chúa. When we read about Timothy, we know that Lois and Eunice, who were the mother and grandmother of Timothy, influenced and trained and directed Timothy to be God's servant. Và những người cha mẹ có mặt tại đây buổi sáng hôm nay đứng trước hội thánh. And the parents standing here before us, before the church, nhận biết rằng trách nhiệm thánh đã được giao phó. They recognize the sacredness of their responsibilities. Bây giờ họ dâng lại cho Chúa như là của báu mà Ngài đã giao trong tay của họ để chăm sóc.
And now they bring back to the Lord a treasure which he entrusted them, gave them to steward. Và trong công việc này, các bậc cha mẹ đã công khai hứa nguyện sẽ làm tròn bổn phận để trực tiếp nuôi nấng và hướng dẫn con cái trong đường lối công bình, tin kính Chúa. And in doing so, they publicly acknowledge that their responsibility for the nurture and admonition of their children in the ways of righteousness and godliness. Xin Hội Thánh với tôi và chúng ta cầu nguyện trong thời gian này. Church, will you join with us in prayer? Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã ban cho các gia đình của anh chị em của chúng con, những người con ở trong nhà. We thank you, Lord God, for the blessings of a home to these parents with beautiful children. Chúng con cảm ơn Chúa vì phước hạnh của một gia đình yêu mến và phục vụ Chúa. We thank you, Lord, for the blessings of a family who love and serve you. Chúng con cảm ơn Chúa vì ở giữa thế gian gian ác và băng hoại này. We thank you, Lord, because in the midst of this evil world, Chúa Ngài có chọn và ban phước trên chúng con. You have chosen us để chúng con có thể được cứu, so that we could be saved, và gia đình của chúng con có thể hầu việc Ngài, and our families could serve and worship you, và làm ngọn hải đăng cho thế giới của chúng con, and to be a light in the midst of darkness. Chúng con cầu xin Chúa Ngài ban ân sủng và sự khôn ngoan để cha mẹ có thể nuôi nấng con trẻ trong sự vinh hiển của mình. Father God, we ask for your grace in this moment, Lord God, that these parents would have everything that they need to be able to raise these children in your ways. Xin Chúa ngài sức giàu ban ơn đặc biệt. Anoint them, Lord God. Để những gia đình này, cha mẹ được ơn trước mặt Chúa để có thể nuôi dưỡng con cái của mình trở nên những khí cụ mạnh mẽ trong tay Chúa. Anoint these parents so they would have favor before your eyes, Lord God, to be able to raise these children to be holy instruments for your kingdom's sake. Các em sẽ là những người mạnh mẽ trong Chúa. So that these children will be strong in you. Và các em gái sẽ như là những cột tường trong nhà của Chúa được chạm trổ cho sự vinh hiển của Ngài. And that these children would be like columns of strength in your church. Chúng con ngợi khen Chúa. We thank you, Lord Jesus. Chúng con cảm ơn Ngài. We praise you. Và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. We pray all these things in Jesus' name. Amen. 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 Bây giờ tôi xin hỏi các phụ huynh lời hứa nguyện ở trong thời gian này. And now parents, it's your turn. We're going to ask for you how to dedicate your children before the Lord. Các anh chị có phải trước mặt Hội Thánh dâng các em? My brothers and sisters, do you choose right now before the church to publicly dedicate your child to the Lord? Paisley Tran. Paisley Tran. Gianna Lương. Gianna Lương. Joanna Lương. Joanna Lương. Alina Pham. Alina Pham. Và Ryan Harden. And Ryan Harden. Dâng cho Chúa như là một báu vật thuộc riêng về Ngài và sẽ được đại dụng cho sự vinh hiển của Ngài. Do you choose in this very moment to dedicate your children to the Lord to be His special possession and to be used for His glory? Các anh chị có hứa với Chúa là sẽ dạy dỗ lời kinh thánh và đức tin dẫn đến sự cứu rỗi trong cứu Chúa Giêsu Christ. Do you choose to make a covenant with the Lord God Almighty to teach your child in the Holy Scriptures and to seek to lead your child to saving faith in the Lord Jesus Christ? Amen. 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 Bây giờ thì tôi xin hỏi sự cam kết của Hội Thánh. In church, now it's your turn for your commitment to these families. Hội Thánh, tôi giao ước với Chúa sẽ làm gương trước mặt các em này để trong sự cầu nguyện, suy gẫm lời của Chúa, trung tín nhóm lại và đời sống tin kính Chúa không? Church, do you covenant with God and these families before you to set before this child a godly example of prayer, of meditation on the Word of God, and church attendance and godly living? Amen. You say amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Xin Chúa ban phước trên cả những người cha mẹ đang đứng trên tòa giảng tại đây, cũng như cả hội thánh của chúng ta sẽ được ơn của Chúa và giữ lời hứa nguyện để chúng ta cùng nhau trưởng dưỡng các em bé này trở nên những khí cụ hữu dụng trong nhà Chúa. May God bless these parents before us, as well as you all, church, that we would have the strength, His guidance, and His anointing to commit and remain in the covenant that we have said before the Lord. Xin giờ này Hội Thánh cùng đứng lên và chúng ta sẽ cầu nguyện cho các em. Would you rise to your feet as we pray for these children at this time? Cảm ơn Chúa. Chúa xin ngài ban phước. God, we ask that you would bless. Trên gia đình của Khôi và Yến. On Koi and được đầy ơn trước mặt Ngài, that before you, oh God, they would have để có thể trưởng dưỡng bé trong ơn của Ngài, để Lina sẽ được nuôi dưỡng ở trong ơn của Chúa, cho ban phước trên cháu, gìn giữ bảo vệ cháu trong ơn quyền của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cùng hiệp lòng với cha mẹ và dâng cháu ở trong tay yêu thương của Ngài. Chúng cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chị Anna, Gianna. Xin Chúa Ngài ban phước
trên hai cháu trong ơn của Chúa, ban phước trên gia đình của Huy và Hannah. Để bày ơn ở trước mặt Ngài. Và Chúa, để có thể dạy dỗ con cái của mình trở nên sĩ cụ hữu dụng trong tay Chúa. Và Chúa ban phước cho. Để sự khôn ngoan dẫn dắt từ nơi Chúa ban cho, để có thể hoàn tất trọng trách này trong ơn của Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn trên Nathan ở trong ơn của Chúa như vậy. Chúng con ngợi khen Chúa. Hallelujah. Chúa xin Ngài ban ơn ở trên gia đình của Tuấn Anh, như Linh, Chúa Ngài ban phước để có thể nuôi dưỡng con của mình trong phước hạnh từ nơi Chúa. Chúng con nhấn cháu Isley trong tay của Ngài, cũng như các cháu trai trong ơn của Chúa, quyền năng của Ngài ban phước và giúp đỡ để cả gia đình này sẽ kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa ban cho. Và Chúa, các cháu sẽ lớn lên và trở nên khí cụ hữu dụng ở trong tay của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Dành giữ ban phước ở trong ơn của Ngài, chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa để phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho ở trong ơn của Chúa. Xin ban ơn trên Austin, trên Wang, để có thể nuôi dưỡng con của mình ở trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Chúa. Và Wang khi lớn lên sẽ trở nên một khí cụ hữu dụng ở trong tay của Ngài. Ban phước cho họ, Chúa giấu có sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho để dạy dỗ con cái của mình trong đường lối của Chúa. Chúng con dâng Ryan trong tay của Ngài, xin gìn giữ bảo vệ ở trong ơn của Chúa. Có ơn của Ngài ngay từ tuổi thơ ấu, ở trong phước hạnh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con dâng các cháu ở trong tay của Chúa và cầu xin phước của Chúa tuôn đổ trên đời sống của các cháu một cách dư dật luôn. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Này, có thể trở về chỗ ngồi, chỗ ban phước. Amen. Xin mời hội thánh an toàn. Church, you may be seated. Tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ tiếp tục ban phước trên hội thánh. I believe that God will continue to bless His church. Nhất là sẽ có nhiều em bé nữa được sinh ra trong hội thánh của Chúa tại đây. Especially speaking about all the children that are going to be given birth here at BBC Houston. Không có gì phước hạnh cho bằng. There's nothing as blessed. Các em được sinh ra trong children, một gia đình tin kính Chúa. In a family who reveres the Lord. Và được nuôi dưỡng trong hội thánh của the church of God. Bởi vì sự trang bị nuôi dưỡng các em ở trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Because of preparedness, the ability to nurture these children in today's society. Rất cần để được ở trong một môi trường tốt đẹp nhất mà các em có thể được nuôi dưỡng. We know that they very much need a spiritual atmosphere filled with the Holy Spirit to be able to raise them. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đặc ân Chúa Ngài ban cho trong việc làm cha mẹ. We thank the Lord for the privilege it is to be parents. Chúng tôi biết ơn Chúa vô cùng vì những di sản tinh thần mà Chúa cho chúng tôi được nhận từ thế hệ trước đã tin Chúa, đã đi trong con đường tin kính Chúa. We thank the Lord from the legacy that we received from the generations before who taught us in the ways of God. Tôi cảm ơn Chúa vì ngoài việc chúng ta nghe những lời lầm chứng về những cuộc đời đau khổ tan nát gặp Chúa và được Chúa Ngài biến đổi. We thank the Lord because outside of the testimonies that we've heard about these broken lives coming for the Lord and being made whole again. Nhiều khi chúng ta trầm trồ và chúng ta nói rằng, oh, thật là ân điển lạ lùng của Chúa ở trên đời sống đó. Sometimes we say, oh my goodness, what amazing grace has been poured out upon that life. Nhưng mà cũng có những lời lầm chứng không yếu kém, đó là lầm chứng của những người được lớn lên và được trưởng dưỡng ở trong một gia đình tin kính Chúa. But there's also the testimony that carries no less value of a family, of a life who's been raised in the ways of the Lord. Bởi vì mẹ và bà của Timothy đã nuôi dưỡng ông trong đường lối của Chúa. Because we see in the life of Timothy that his mother and grandmother raised him in the ways of God. Thì ông không trải qua những ngày của đau thương nước mắt bởi đời sống sống ngập lặng ở trong tội lỗi. So and therefore we see that in Timothy's life he led a life with the Lord where he didn't have to suffer through the habitual sins or the consequences and punishment of that. Nhưng mà có thể trực tiếp bước vào trong ơn của Chúa và được gọi để làm mục sư trẻ đầu tiên mà sứ đồ Phaolô đã cắt đặt để có thể chăm sóc hội thánh của Chúa ở tại thành Ephesus. And because he was walking and raised in the ways of the Lord, he could step right into ministry to become the very first minister of whom Paul ordained. Khi Đức Chúa Trời Ngài cần đem lại một sự phục hưng lớn cho đất nước của Israel. And when God wanted to bring about a revival for the land of Israel, thì Chúa Ngài đã tìm thấy một em bé found a young man. Là sự đáp lời của Chúa cho cha mẹ.
who was a response to the prayer of his father, his parents. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mẹ của ông cũng đã đáp ứng lại và sau khi nhận được Chúa ngài ban cho đứa con này đã dâng lại cho Chúa. And we thank the Lord because after a mother's prayer, the Lord blessed her and she dedicated her child unto the Lord. Và chính em bé đó đã được Đức Chúa Trời sử dụng. And that child was used by God. Để đem lại sự phục hưng cho đất nước Israel. To bring about a great revival in the land of Israel. Từ một chỗ mà tiếng phán của Chúa rất hiếm ở trong thời điểm đó. Where the voice of the Lord was very seldom heard. Thì bắt đầu qua chức vụ của Samuel. But it was through the ministry of Samuel. Thì Đức Chúa Trời đã phán dạy một cách rất là rõ ràng lời của Ngài. Và sự sức giàu dẫn dắt của Chúa trên cuộc đời của Samuel rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong những ngày mà tôi tin rằng Chúa ngài có một ý định, một chương trình rất là lớn. Praise the Lord, my brothers and sisters. I believe that we're living in a time where God has great plans for His church. Chúa ngài đã có kế hoạch để cứu chuộc, phục hồi, thanh tẩy đời sống của chúng ta để chúng ta trở nên đền thờ nơi Chúa ngự. God has a plan for each and every one of us where He saved us, He healed us, He delivered us so that we could become a temple where He could reside. Và trải qua bao nhiêu thời đại từ lúc tin lành của Chúa được rao giảng ra. And through many, many decades and many generations from the very beginning when the gospel was preached. Thì kế hoạch này của Chúa vẫn diễn ra. Then this plan has always taken place. Mặc dù trải qua những thăng trầm của hội thánh. Even though there's been times of negativity or times of challenges within the church. Luôn cả trong hội thánh ở tại thành Corinto. Even in the church of Corinthians. Thì chúng ta biết rằng con cái của Chúa đã không thấy được cái giá trị thân thể của mình bây giờ là đền thờ nơi Chúa ngự. Because the word of the Lord tells us at that time the believers did not see themselves for this honor and privilege. Mà tôi tin rằng Chúa ngài đang đeo đuổi một điều lớn hơn nữa để chuẩn bị cho ngài Đức Chúa Jesus Christ tái lâm để tiếp rước hội thánh của ngài. But this morning what I want to tell you is I believe that God is chasing after something even greater to prepare his bride for the Lord's second coming. Đó là ngài muốn phục hưng hội thánh của Chúa. And that is he wants to revive his church. Để chuẩn bị chúng ta. To prepare us. Hầu chúng ta trở nên những con người. So that we can become a people. Chúng ta trở nên những đền thờ khi lòng cho Chúa. We can become mobilized temples for the Lord. Và tại những đền thờ này. And as temples of God. Vinh quang của Chúa được thể hiện. His glory would be able to shine through us. Và Chúa ngài sẽ sử dụng and he những will đền thờ use này, his temples, những cuộc đời này, these lives, để chúng ta sẽ dắt đưa nhiều người đến với so Chúa. That we can bring multitudes unto him. Và Chúa ngài sẽ làm những việc lớn lao xuyên qua đời sống của con because cái của he Chúa. Wants to do great and mighty things through his children, the believers. Để chúng ta có thể trở nên những người thợ gặt cho cuộc phục hưng cuối cùng trước ngày Đức Chúa Jesus Christ. So that we can become laborers for the great harvest before the second coming. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì trong một buổi nhóm giữa tuần của chúng ta cách đây một tháng. I thank the Lord because in the midst of our midweek prayer and praise services about a month ago, trong lúc chúng tôi cầu nguyện, as we were praying, chúng tôi thấy Chúa ngài bày tỏ cho tôi một cái khải tượng rất là tuyệt vời. The Lord revealed a vision to me. Đó là Chúa ngài muốn dấy lên những đền thờ đầy quyền năng của Chúa. And that is that he wanted to raise up temples for him that were full of his power. Dấu kỳ phép lạ sẽ thể hiện một cách thường xuyên ở tại nhà đó. On a regular basis. Bởi ơn của Chúa. And by his grace. Chúng ta sẽ bước vào và được Chúa ngài sử dụng để trở nên những đền thờ này. That we would step into his divine plan and be useful for his kingdom's sake. Và Chúa ngài cho thấy ngài muốn sử dụng tôi để đi và xây dựng những đền thờ cho Chúa. And I saw that the Lord wanted me to use me to be able to build up these temples for him. Và ngài hứa một sự sức dầu mà and ngài đã bày tỏ an ra. Có một sự sức dầu gọi là sự sức dầu của vua Siru. And that would be the anointing of King Cyrus. Chúng ta biết rằng Chúa ngài đã sức dầu ở trên ông. We know that God anointed King Cyrus. Để ông trở nên một người được Chúa ngài ban cho tất cả những tài nguyên cần thiết. So, because God would bless him with every resource needed. Để ông đi ra và giúp đỡ để so những người còn sót lại của Israel, the people of Israel that were still remaining, trở về để có thể xây dựng lại tường thành cũng như đền thờ Jerusalem. To be able to rebuild the temple of Jerusalem. Và sự sức dầu đó, and Chúa ngài chuẩn bị để tuôn đổ trên hội thánh của God Chúa is ready to pour it upon his church today. Để chúng ta sẽ ra đi. So that we can go out. Dắt đưa nhiều người đến với Chúa. And to bring many unto the Lord. Huấn luyện và trang bị họ. To train them, prepare them. Để trở nên những đền thờ. To become temples for Christ.
đầy quyền năng, full of the Lord's power, đầy vinh quang của Chúa, full of God's glory, kết quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời, to be fruitful for His kingdom's sake, và khải tượng đó cũng cho dân tộc Việt Nam của and chúng ta. And that vision is also for the Vietnamese people. Cho nên chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi. So my brothers and sisters, we covet your prayers. Đó là tối Chủ nhật tuần tới. And that is next Sunday evening. Thì cả chúng tôi và mục sư Sam. It will be myself as well as Pastor Sam. Gia đình của chúng tôi và my family, một số con cái Chúa trong hội thánh, several brothers and sisters in Christ here at VBC Houston. Đáp lời mời để we'll respond to the call to go to Vietnam. Để chúng tôi sẽ rao giảng lời của and Chúa. We're going to preach the word of God. Và một trong những trách nhiệm của tôi. And one of the responsibilities that I have. Đó là giúp đỡ để xây dựng thêm nhiều đền thờ cho Đức Chúa Trời ở tại quê hương của chúng ta. Build up more divine temples for the Lord. Amen. Là những Cơ Đốc nhân. To be Christians, believers, không phải là những người chỉ tin Chúa, not just people who just believe in God, ngồi ở trong nhà thờ, and sitting in church, và không kết quả gì cho Ngài, and not do anything for the Lord. Vì Việt Nam của chúng ta cần có những con người. Because the country of Vietnam, our Vietnamese people need a people. Cần những người nhận biết mình là đền thờ nơi Chúa. Who would know that they are a temple where the presence of God resides? Bởi vì dân tộc Việt Nam của chúng ta. Because the Vietnamese people. Họ đã bỏ bao nhiêu triệu đồng để xây dựng chùa chiền. They put so many thousands and hundreds of thousands of dollars to build up these brick and mortar type temples. Cũng như có những cái đền đài nơi người ta đã xây dựng. Worship places. Thu hút nhiều người đến đó. To draw many people there. Bởi người ta đồn rằng tại đó có and những điều lạ lùng xảy ra. That there's amazing things that happen at these brick and mortars. Có những điều lạ lùng đã xảy ra. That there's weird things going on. Cho nên người ta kéo đến đó. So then people are drawn to these places. Và anh chị em biết rằng có một cái nhu cầu như and we know that they have a need. Và chúng ta cũng đang thấy trong những ngày gần đây. And we see in the most recent times. Thì chúng ta thấy chỉ có một nhà sư. That there is a monk. Và chúng ta thấy rằng bắt đầu cái công việc là đi và lượm những mảnh vải ở trên nghĩa địa cũng như là trong các đống rác. That this monk would go and pick up pieces of cloth or garments from either trash piles or nghĩa địa is like a cemetery. Rồi thì mai vá những cái mảnh này lại. And then he would sew these pieces together. Để làm cái chiếc áo của mình. To become a garment for him to wear. Rồi lấy cái ruột cũng cái nồi cơm. Then he would take the inside of the rice cooker, right? Và bắt đầu đi ở trên những con đường khắp cả đất nước của chúng ta. And walk along the streets of Vietnam. Thì chúng ta thấy rằng có một sự thu hút rất là lớn lao. And then we see that people are drawn to him. Một đám đông lớn đi theo. A great crowd would follow him. Và chúng ta thấy cho chúng ta thấy một cái nhu cầu rất là lớn. And this story, the reason why I tell you this is so that you can understand there is a great need out there. Đang có một cái vacuum, có một cái khoảng trống ở trong tâm hồn của dân tộc Việt Nam của chúng ta. There is a vacuum in Vietnamese people's hearts. Họ muốn tìm thấy được when một sự bình an. For peace. Họ muốn tìm thấy được một cái gì đó để cất nhắc đời sống tâm linh của họ lên một mức độ they're cao looking hơn. For something that will take their spiritual life to the next level. Nhưng mà đáng tiếc là họ đi theo một but con unfortunately, người. They're going after a monk. Cũng như nhiều người chạy đến các chùa chiền. As, and there's many people that go to these Buddhist temples. Và chúng ta thấy rằng kết quả là and the result họ cũng đi chung một điều đó là thờ lại hình tượng is that they worship, không thể giúp đỡ cho họ they worship these idols, these statues of quote-unquote gods who are both mute and deaf, who do not hear their prayers. Có nhu cầu rất lớn cho dân tộc do you see that there is a great need in our Vietnamese people? Sẽ có những đền thờ mọc lên khắp mọi nơi. So I declare today that there's going to be temples of the Lord raising up để chúng ta sẽ là những đền thờ so that we can be a Chúa. People who are mobilized temples with the presence of God in us. Đầy quyền năng. Full of God's power. Đầy sự vinh hiển của Chúa. Full of God's glory. Để rồi chúng ta sẽ tạo cơ hội. So that we can create opportunities. Để 1,000 người so ở xung quanh của các đền thờ này. Around the temples that I've described earlier, these brick and mortars. Thì có thể tiếp nhận that they would be able to receive và có thể kinh nghiệm and accept the salvation of Jesus Christ. Sự cứu rỗi trong ơn của Ngài. And experience His goodness. Và sẽ được giúp đỡ cho những nhu cầu tâm linh. And that their needs would be met, their spiritual needs and their physical needs. Có như vậy thì chúng ta mới thấy khải tượng. It is only then that the vision. 53 triệu người trong số 100 triệu người Việt Nam. That 53 million within 100 million Vietnamese people. Sẽ được cứu và được vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. And be their names be written in the book of life. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ một ý niệm mà tôi tin rằng cần phải được làm mới ở trong hội thánh của Chúa. So this morning I ask that you would ponder with me something that needs to be renewed in the church of God. Tôi muốn chia sẻ sự điệp ngày hôm nay trong đề tài. I want to share with you a message today titled tôi là người mang sự hiện diện vinh quang của Chúa. I am a glory carrier. Amen, anh chị em. Amen.
Để rồi trước khi chúng ta ra về, so that before you go home today, tôi cầu nguyện rằng tất cả I chúng pray ta that each and every one of you sẽ đáp ứng theo nhiều sứ mệnh vĩ đại mà Chúa according đã to the great mandate of God, the great commission of God, và đón nhận cái chương trình của Chúa để hoàn tất sứ mệnh vĩ đại này. To fulfill that mandate. Đó là chúng ta nhận biết, that is that we know, và chúng ta kinh nghiệm, and we experience sự hiện diện của Chúa đầy dẫy the presence of God in us. Để rồi chúng ta sống mỗi ngày, so that we can live every day, nhận biết rằng knowing that chúng ta mỗi người là người mang sự hiện diện vinh quang của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. That each and every one of us can carry the glory of God daily. Isaiah 60 từ câu 1 cho đến câu 6. Let's open our Bibles to Isaiah 60 verse 1 through 9. Tôi chia sẻ bối cảnh một chút xíu để anh chị I just want to share a little bit so that you understand. Để chúng ta đọc Isaiah 58 và 59. Whenever we read Isaiah 58 and 59, thì chúng ta thấy rằng hoàn cảnh we're going to see that the circumstances of the country was very challenging. Dân sự của Chúa sống trong tội lỗi. That the people of God were living in sin. Và Đức Chúa Trời ngài nhìn xuống và ngài thấy God looked down upon them and he saw their sin. Chúa ngài muốn tìm thấy có những con người đứng vào chỗ sức mẻ để cầu nguyện. But he wanted to find people who would stand in the gap and pray, intercede. Cả xứ không có những con người đứng vào trong vị trí đó để cầu nguyện cho dân tộc. He couldn't find anyone who would be praying for those people. Thì cuối cùng Đức Chúa Trời phải làm. So in the end, this is what he did. Đó là ngài đã đem sự cứu rỗi đến. Is that he brought salvation? Ngài đã bày tỏ phước hạnh của ngài trên đời sống của dân sự của Chúa. Upon his people. Và cuối cùng thì sang đến Isaiah 60 chúng ta nghe những điều này. And then that's where we are now in Isaiah 60. So let's read the word of God. Hãy đứng lên và tỏa sáng ra, vì ánh sáng của ngươi đã đến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên ngươi. Arise and shine, for your light has come and the glory of the Lord rises upon you. Nên là bóng tối bao trùm mặt đất, mây mù che phủ các dân, nhưng Giê-hô-va chiếu sáng trên ngươi, vinh quang ngài hiện ra trên ngươi. You see, darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you and his glory appears over you. Các nước sẽ tìm đến với ánh sáng ngươi, các vua sẽ hướng về ánh bình minh rực rỡ của ngươi. Nations will come to your light and kings to the brightness of your dawn. Hãy ngước mắt lên và nhìn chung quanh, tất cả họ hợp nhau lại kéo đến ngươi. Các con trai ngươi sẽ đến từ xa, các con gái của ngươi sẽ được bồng ẩm bên hông. Lift up your eyes and look about to you. All assemble and come to you. Your sons come from afar and your daughters are carried on the hip. Bây giờ ngươi sẽ thấy và được rạng rỡ, lòng của ngươi vừa run sợ vừa rộng mở, vì sự phong phú của biển cả sẽ đổ về ngươi, sự giàu có của các nước cũng sẽ đến với ngươi. Then you will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. The wealth on the seas will be brought to you. To you the riches of the nations will come. Vô số lạc đà sẽ bao phủ xứ của ngươi, kể cả lạc đà tơ của xứ Madian và Ephah. Herds of camels will cover your land, young camels of Midian and Ephah. Và tất cả những người từ Seba sẽ đến, họ đem theo vàng với trầm hương và dâng lời ca ngợi Đức Giê-hô-va. And all from Sheba will come bearing gold and incense and proclaiming the praise of the Lord. Tất cả các bầy súc vật của Kedar sẽ được tập trung nơi ngươi, chiên đực của Nebazop sẽ được dùng làm của tế lễ để ngươi dâng lên trên bàn thờ ta, một tế lễ đẹp lòng ta, và ta sẽ làm cho nhà vinh quang của ta càng thêm vinh quang. All Kedar's flocks will be gathered to you. The rams of Nebaioth will serve you. They will be accepted as offerings on my altar and I will adorn my glorious temple. Những người này là ai mà bay như mây, như chim bồ câu bay về tổ? Who are these that fly along like clouds, like doves to their nests? Các hải đảo chắc chắn sẽ trông đợi ta, đoàn tàu Teresi trước hết sẽ đem con cái ngươi từ xứ xa về cùng với bạc vàng của họ để tôn vinh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi, đấng thánh của Israel, vì ngài đã làm cho ngươi được vinh hiển. Surely the islands look to me, in the lead are the ships of Tarshish, bringing your children from afar with their silver and gold to honor of the Lord your God, the Holy One of Israel, for he has endowed you with splendor. Đó là hình ảnh của sự phục hưng. This is the imagery of revival. Ở trong một hoàn cảnh in a situation that was very challenging, khi bóng tối bao trùm, when darkness had covered the earth, khi dân sự của Chúa được and the people lại of ngài, God were drawn again, returning back to him, và ánh sáng đã đến and the họ, light of the Lord was shining upon them, and his glory, the glory of Jehovah was upon them. Bởi vì Chúa ngài muốn sử dụng họ để đem lại sự vinh hiển cho ngài. It is because God wanted to use them to bring glory back unto him. Thì có một sự phục hồi, phục hưng tuyệt vời. Then we see a restoration, a revival. Nhưng mà khi họ đã nhận được sự thăm viếng, sự phục hưng của Chúa, but when they had received a visitation, the revival of the Lord upon them,
có một lệnh truyền của Chúa. There was a commandment of the Lord. Đó là hãy đứng lên và tỏa sáng ra. And the word of the Lord says to arise and shine. Anh chị em, điều này đang nói về đất nước của người Israel. My brothers and sisters, we're talking about the land of Israel. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay cũng là những người Israel thuộc linh. But today we are Israelites in the spirit. Và chúng ta cảm ơn Chúa. And we thank God. Vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Because He is our God, amen. Ngài là Đức Giê-hô-va của chúng ta. He is our Jehovah. Giê-su có nghĩa là Jehovah saves. Jehovah cứu chúng. Jehovah saves. Ngài cứu chúng ta về. He saves us. Ngài đổ ánh sáng của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. He pours out His light upon our lives. Ngài đem sự vinh quang của Ngài và Ngài chiếu sáng ở trên chúng ta. And He causes His glory to shine upon us. Không phải để chúng ta giữ riêng cho mình. It's not so that we can keep it all to ourselves. Nhưng mà để chúng ta tỏa sáng ra. But it's so that we can shine out to others. Cho nên Hội Thánh đã đến lúc chúng ta đứng lên và tỏa sáng ra. It is time for us to rise up and shine for the Lord. Nếu chúng ta có một chút nào trong chúng ta còn lại biết ơn Chúa về sự cứu rỗi, hãy trỗi dậy và làm sáng lên. If there's any part of you that is grateful to the Lord for the salvation that you have received, then rise to your feet and shine brightly for Him. Anh chị em hãy đứng lên và tỏa sáng ra. Rise up to your feet and shine for the Lord. Tôi nhấn mạnh rằng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên chúng ta, cho nên đây là cái dấu ấn để làm cho chúng ta khác biệt với mọi người khác trên đất này. I want to emphasize to you that the glory of the Lord has come upon you, and that's what differentiates us from the rest of the world. Bởi vì chúng ta là những con người được Chúa ở cùng. Because we are a people who God is with us. Và chúng ta là những con người được Chúa Ngài ở trong chúng ta. And we are also a people where God is in us. Cảm ơn Chúa vì bởi sự cứu rỗi của Đức Chúa. We thank God for the salvation of Jesus Christ. That our sins have been cleansed and forgiven. And that our bodies now xứng đáng are worthy để Đức Chúa Trời lại ở trong con người chúng ta một lần nữa. For Lord God to be and reside in us. Hãy kể đó là đặc ân của Chúa. So we must consider this an honor and privilege. Chúng ta được đón tiếp sự hiện diện của Chúa. Because we get to welcome the presence of God. Chúng ta sống mỗi ngày với sự nhận biết này. When we live every day with this awareness. Thì cách sống của chúng ta. And the way that we live. Sẽ khác hoàn toàn. Is going to be different. Biết rằng Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Because we know that God is in us. Biết rằng mỗi một chúng ta, thân thể của chúng ta là đền thờ nơi Chúa ngự. Because then we recognize that we, our bodies from head to toe, is a temple where the Lord's presence resides. Và chúng ta có thể nói rằng tôi là người mang sự hiện diện vinh quang của Chúa. That I carry the glory of the Lord. Amen. Amen, anh chị em. Amen. Có bao nhiêu người tại đây dám công bố điều đó? How many people here are dare to declare that I am a carrier of the glory of the Lord? Hãy nói với tôi trong tiếng Việt trước rồi tiếng Anh sau. So we're going to declare that now, first in Vietnamese and then in English. Tôi là người mang sự hiện diện vinh quang của Chúa. I am a carrier of the glory of God. English speaking, that was really sad. I am a carrier of the glory of God. All right. Tôi cầu nguyện rằng Chúa Ngài sẽ giúp đỡ để tất cả chúng ta không phải chỉ nói nhưng mà tin một cách chắc chắn dựa trên những gì sự cứu chuộc của Chúa Ngài đã cứu và chuộc chúng ta về để chúng ta có thể sống cho lẽ thật này. I pray my brothers and sisters that you not only say these words as a declaration but actually you understand it in the depths of your soul that you carry the presence of God and His glory with you daily. Trong khi những người thờ lại hình tượng. Because there are people out there who worship these idols, these statues. Họ bỏ ra triệu triệu bạc để có thể xây những cái đền thờ. To build these temples or worship places. Trong khi chúng ta là những con người. But we are a people. Đã được mua bằng giá rất cao. That were bought with a very high price. Đức Chúa Trời lấy chính huyết của Ngài để chuộc chúng ta về. That God Himself would come in the form of man and pay for us with His blood. Để chúng ta được sẵn sàng và hội đủ điều kiện để có thể nhận sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta luôn luôn. So that we could be worthy to have His presence with us all the time. Amen, anh chị. Amen. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta nhận help us to understand this. Để mỗi người trong chúng ta đều thấy trách nhiệm của chúng ta. So that we can understand even the responsibility we have in carrying this. Đó là chúng ta đứng lên. And that is that we are to arise. Chúng ta tỏa sáng ra. And we are to shine out the light of God. Chúng ta được sanh lại để chúng ta sẽ bước đi trong quyền năng của Chúa. We were born again so that we could walk in the power of the Lord Jesus Christ. Adam thứ nhất là được dựng nên để cai trị quả đất này. The first Adam was created to rule and reign over this earth. Và để bắt đất phục tùng. And causing everything on this earth unto his subjection. Và ông đã được đặt để trong vương quyền cai trị. He was also put in a position to rule and reign. Nhưng mà tội lỗi đã đánh hại ông. Sin
Sin messed him up. Nhưng mà tạ ơn Chúa Adam thứ hai đã đến. But what we praise God for is the second Adam. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến để phục hồi vinh hiển của Ngài cho chúng ta. Jesus Christ, he came to restore that kingship to us. Cho nên Chúa gọi chúng ta là nước của các nhà vua là như vậy. So that's the reason why God calls us kingdom people. Anh chị em, chúng ta không còn là những con người tầm thường nữa. My brothers and sisters, we're not normal people. Well, you know. Nhưng mà chúng ta là những con người đã được Chúa Ngài cho chúng ta một địa vị và đặc ân rất là lớn. But you have to understand that we are a people called by God, put in a very prestigious position. Ngài cho chúng ta được địa vị để làm những vị vua trên đất này. He calls us to be kings on this earth. Và Chúa Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được điều đó trong đời sống And của chúng ta. And he wants us to experience that kingship every day of our lives. Và thiên đàng sẽ hậu thuẫn chúng ta bằng tất cả những gì thiên đàng có. And I'm here to tell you that the kingdom of heaven will support you in everything that you need. Để chúng ta sẽ bước đi như những vị vua. So that you can walk as a king and queen on this earth. Những vị vua. To operate in your kingship. Bước đi trong thẩm quyền mà to Chúa ban cho. To walk in the authority that God has given you. Bởi vì đó là kế hoạch của Chúa Trời khi Because that is the plan of God for your life. Mọi người được cứu là để chiếu sáng cho Chúa. Every person was saved for the purpose of shining God's light in His glory. Tiếp tục đau khổ. It's not we weren't saved to continue in our sin and our misery and to live in defeat. Bị làm nhục. To be embarrassed, humiliated, và bị áp bức ở trong đời sống. And to be pressured in our lives. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài cứu chúng ta và ban chúng ta địa vị hết sức là lớn lao. But we praise God because He saved us and put us in a very highly position. Chắc chắn Đức Chúa Trời không dựng nên chúng ta để chúng ta có một thân thể bị ma túy ấp phiền nó làm cho chúng ta tan nát. Surely God didn't save us so that our bodies could be negatively affected by the addiction to alcohol and drugs. Ngài cũng không dựng đời sống chúng ta lên để chúng ta sống ở trong tội lỗi. He didn't also create us to live in sin. Để rồi những tội lỗi này. So that the sin that we commit là những cổng, những cửa mở ra would be doors để có những loại quỷ nó đi theo những con đường này for demons to come in into your lives đời sống của những con người to grab hold of and be in control of your lives từ ma túy drug from drugs cho đến ma men I don't know alcohol to alcohol the see I don't drink I don't know alcoholic. Okay yeah I don't know that word okay praise the Lord cho đến con ma cờ bạc in even gambling to not be held and controlled by that addiction. Và chúng ta thấy có những người khốn khổ gia đình của họ tan nát vì những cái này. We see in this world that there are people who are suffering from these addictions and their families are completely destroyed. Đức Chúa Trời có ý định khác hoàn toàn. God has another plan. Ngài dựng nên chúng ta để chúng ta có một mối tương giao với Ngài. So that we can be in relationship with Him. Tất cả những nhu cầu chúng ta được Chúa đáp ứng. And that every need that we have He would meet. Cho nên khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đã khám phá ra điều này. So whenever we believe in God and accept His salvation, we discover this. Đó là chúng ta không cần uống rượu nữa. That is, we don't need to drink alcohol anymore. Có người hỏi sao mục sư Khánh không uống rượu? There are people who have asked me, Pastor Khan, why don't you drink? Tôi nói hồi trước có uống. I said, well, before I did. Nhưng mà bây giờ không uống nữa. But now I don't. Bởi vì không có gì so bằng cái sự bình an phước hạnh mà Chúa đã đem lại trong đời sống. Because there is nothing that compares to the peace that God gives me in my life. Ngày xưa chúng ta sử dụng rượu mạnh hay là thuốc lá hay là bất cứ những điều khác để chúng ta tìm cảm giác. Because in our old lives, we would seek after hard liquor, alcohol, or even cigarettes because we wanted to experience or fill a hole. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi chúng ta có Chúa trong đời sống. But praise God when we have God in our lives. Thì tất cả điều đó không còn cần thiết nữa. Then we no longer need those things, right? Amen, anh chị em. Amen. Cũng không có đau khổ đến độ chúng ta phải nhận chìm nó trong cái hũ rượu. And we are no longer living in a place when we have Christ, we are no longer suffering so much so that we have to turn to a bottle of liquor. Drown them in the bottle. Drown. See, I told y'all I don't drink. I don't know about none of this stuff. Cảm ơn Chúa vì địa vị mới của chúng ta trong Chúa. Praise the Lord for our position in Him. Vì những phước hạnh mà Chúa cho chúng ta. Because of the blessing that He gives us. Bởi vì sự sáng đã đến trên chúng Because ta. Because His light has shined upon us. Và vinh quang của Ngài đã đổ xuống trên chúng poured ta. Out upon us. Thì chúng ta đứng lên với chúng ta so tỏa sáng. So we can stand up and we can shine brightly for Him and help chúng ta giúp đỡ. Those around us. Họ có thể được tự do trong They Chúa. They can have freedom in Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Để địa vị được làm con cái của Ngài. To be in a position where we can be called His sons and His daughters. Tái sinh được đầy dạy Đức Thánh Linh. To be born again and to be filled with the Holy Spirit. Để chúng ta cai trị chứ không phải làm nô lệ. So that we can rule and not be slaves. Đức Chúa Trời cũng đã ra lệnh này cho dân sự của Chúa khi Ngài chiếu sáng ở trên họ. God also commanded His people when He shined His light upon them. Hãy đứng lên và tỏa sáng ra. To arise and shine. Tại sao? Vì ánh sáng của Ngươi đã đến. Why does He say that? Because your, He says in Scripture, your light has come. Và vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng trên người. And the glory of the Lord has risen upon you.
Rồi bối cảnh chúng ta thấy tại đây, nầy bóng tối bao trùm mặt đất, mây mù che phủ các dân. And we see the circumstances of the time because it says, "For behold, the darkness has covered the earth, deep darkness, the people." Nhưng Đức Chúa đã chiếu sáng trên ngươi và vinh quang của Ngài đã hiện ra trên ngươi. And then we see the word "but." But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái chữ nhưng này của Chúa. We thank the Lord for the word "but." Chúng ta phải công nhận rằng chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại mà bóng tối đang bao trùm mặt đất của chúng ta. We have to admit that during these times of living, that we're living when darkness is covering the earth. Hôm thứ sáu tôi đọc một bản tin mà tôi khóc. On Friday, I read a news article that caused me to cry. Ở tại Phi Châu, Hội Thánh của Chúa giữa giáo hội giám lý hay phải giám lý, có 1 triệu cơ đốc nhân đã bỏ giám lý bởi vì hay phải giám lý đã làm những điều tàn ác ở trước mặt Chúa. In Africa, I read that the Methodists, there were hundreds of people who had left the Nokamalehem translation. 1 million. 1 triệu cơ đốc nhân. 1 million believers of the Methodist religion have left their denomination. Bởi vì hội giám lý đã công nhận. Because the religious institute. Họ đã công nhận tính dục đồng giới và phong chức cho những người đồng giới để làm mục sư và những người trong giáo hội của họ. That they had accepted homosexuals to be in their faith as well as lift them up to be ordained them to be ministers. Con gái của Chúa họ nhìn thấy điều đó và họ không chấp nhận. The people of God, they looked at that and they could not accept it. Nhưng mà người lãnh đạo ở trong giáo hội. But the leaders of the religious institutes. Thì không thấy. They didn't see it. Đó lý do họ bỏ họ đi ra. And that's why the people were leaving in multitudes. Nhưng đáng lý nó phải ngược trở lại. My brothers and sisters, it's supposed to be the opposite way, right? Nhưng cảm ơn Chúa họ không bỏ giám lý đi ra rồi họ đi theo tôn giáo khác. Nhưng mà đi ra và họ mở mang đạo của Chúa trở lại với Kinh Thánh. But praise God, those Methodist believers who left that religious institute, they didn't leave to go to another religion, but instead they went up to build another church who would follow the word of God. Chẳng những như vậy mà ở các nước khác của Phi Châu Africa, đang có tiềm năng có thể có đến 10 triệu người sẽ làm cùng một công việc. To have 10 million people doing one work. Do the same thing. Do the same thing. Chúng ta đang ở trong thời đại rất xấu và rất tối. We're living in a very dark time, my brothers and sisters. Nhưng mà Đức Chúa Trời không bó tay trước hoàn cảnh như vậy. But you see, God doesn't surrender in times like this. Nhưng Đức Chúa Trời chiếu sáng trên ngươi. For the word of the Lord tells us that Jehovah shines upon us. Và Đức Chúa Trời ngài có khả năng để ngài có thể làm đem lại cái sự quân bình cho những điều diễn ra trên thế giới của chúng ta. And God has the ability to bring about a righteousness, a balance to the world. Nơi nào tội lỗi càng nhiều, wherever there is sin, more sin, then we see greater abundance of the Lord. Abound. Grace abounds. Grace abounds. Chúng ta cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài cũng bày tỏ cho chúng ta thấy ở đây. We thank God for the blessing that He displays to us. Hoàn cảnh rất tối. That in a very dark place. Bóng tối bao trùm mặt đất. Darkness is covering the earth. Mây mù che phủ các dân. Darkness is covering the people. Rồi nhưng Đức Chúa Trời ngài làm công việc của ngài. The Lord does His work. Anh chị em cũng ở tại Việt Nam, nếu chúng ta xem những tin tức chúng ta thấy chưa bao giờ. Chúng ta thấy có những cái chuyện quái gở như vậy nó xảy ra tại Việt Nam của chúng ta. My brothers and sisters, if you follow the news of what is happening in Vietnam, you will come to see that we can't believe the things that are happening in our home country. Chúng ta thấy những cái bức ảnh, những cái sự dạy dỗ, những cái đoạn video của các nhà sư. We see video clips, we see pictures. Và những điều mà chúng ta thấy rằng luôn cả Đức Phật cũng không nói điều này. Of teachers teaching something that even the Buddhist monks are not teaching. Buddha himself did not teach. Nhưng mà những người ngồi nghe đó thì cứ gật đầu. But the people who are sitting there listening to the teachers, they keep nodding their head back and forth. Họ cần biết chân lý của Chúa. They need to know the truth of God. Không ai có thể thay thế chúng ta, những cơ đốc nhân Việt Nam cho công tác này. And there's no one who can replace us to go and minister to our own people. Đúng trong những ngày cứu rỗi Chúa, ngài sẽ sai hai nhân chứng. Surely in the very last days, He's going to send 2 witnesses. Nhưng mà trong lúc này Chúa cho chúng ta có cơ hội để bước vào thiên mệnh mà Chúa đã định cho chúng ta. But the Lord allows us now that we can step into His mandate. Cho nên hãy đứng dậy và quyết định tỏa sáng lên trên. So I encourage you, my brothers and sisters, to rise up and shine for the Lord. Để ánh sáng đã ở trong chúng ta có thể chiếu rọi ra cho mọi người. Can shine out for all to see. Tại sao? Why is that? Vì sự sáng của Ngài đã đến. Because your light has come. Và vinh quang của Đức Chúa Trời đã mọc lên. And the glory of the Lord has risen upon you. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Chúa ngài muốn chúng ta
nhận biết điều này. God wants us to understand this. Và bước vào giải pháp của Đức Chúa Trời. And to step into the solution that God has provided. Và cái kế hoạch mà Chúa Ngài đã định. And the plan that God has. Tôi hỏi anh chị em một câu hỏi này. I want to ask you a question, my brothers and sisters. Khi Đức Chúa Giêsu truyền đại mạng lệnh cho hội thánh của Chúa. When God put out the great commission for His church. Chúa rằng hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành cho mọi người. He said, "Go into the ends of the earth and preach the gospel to all mankind." Và khiến muôn dân trở nên môn đồ của ta. And cause these people to become disciples in my name. Chúa có nói thật không chứ? Did God speak the truth? Chúa có nghiêm túc khi Ngài nói điều này không? Was He serious when He asked us to do this? Tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài thấy và Ngài biết rằng hội thánh của Ngài sẽ hoàn tất được công tác này. I believe that God looked upon His church and knew that His church could accomplish this. Cho nên Ngài mới tuyên bố điều đó. So then that's why He declared it. Đó là hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành cho mọi người. He says, "Go to the ends of the earth to preach the gospel." Và Ngài nói với những người đã tin Chúa trước. And He was talking to those who were believers, His disciples already. Hãy đi và dạy dỗ muôn dân để trở nên môn đồ của Ngài. To go out and raise up disciples. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài thấy. So we can see in His word that the Lord sees all. Và tôi tin rằng cho đến giờ phút này and Đức Chúa Trời Ngài cũng nói. Very moment. Gần 2000 năm mà nó chưa xong. God doesn't sit up in heaven saying, "Oh man, it's been like 2000 years and they still aren't done." Ta phải thay đổi một cái kế hoạch nào khác. I have to come up with another plan. Chúng ta chưa nghe Đức Chúa Trời lên tiếng. No, we've not heard God say that. Bởi vì Ngài là đấng biết hết tất cả mọi sự. Because our God is omniscient. He knows everything. Ngài không bị giới hạn với thời gian và không gian của chúng ta. He's not limited or bounded up by time. Và Ngài đã có một cái kế hoạch của Ngài. And He has His plan. Và chúng ta ngày hôm nay là kết quả của kế hoạch đó. And we are the result of that plan. Đó là nhân khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi. And that is when the Holy Spirit comes upon you. Các ngươi sinh nhận lấy quyền phép. Then you receive power. Không phải kế hoạch, không phải tài chính. Not a strategy or finances. Nhưng mà sẽ nhận lấy quyền phép. But you're going to receive power, authority. Để làm chứng cho ta. To be witnesses for me. Tại thành Jerusalem. In Jerusalem. Cả xứ Giu-đê, throughout Judea, xứ Samaria, in Samaria, cho đến khắp to the ends đất. Of the earth. Anh chị em có tin rằng Đức Chúa Trời Ngài biết việc Ngài làm không? Do you believe that God knows what He's doing? That was so weak. Come on. Do you believe that God knows what He's doing? Nên chúng ta đừng lên kế hoạch nào khác hơn. So let's not come up with our own plan. Let's stick to the plan of God. Vậy là thời buổi này mà còn nói đến quyền phép của Chúa, anh chị em, đó là giải pháp duy nhất và kế hoạch duy nhất của Đức Chúa Trời. We can't come on and say that, oh well, in this day and time, are you talking about signs and wonders? Absolutely not. We can't declare this. We have to stick with the plan of God. Và chắc chắn chúng ta sẽ hoàn tất được điều Chúa Ngài giao cho chúng ta. Surely we'll be able to fill everything, every responsibility that He's required. Chỗ nào đòi hỏi quyền năng Chúa đây, chúng ta bày tỏ quyền năng của Chúa. The power of God, then God displays His power. Để chúng ta giúp đỡ, chữa lành, giải cứu những người yếu. We can deliver, we can help those in need. Những chỗ cần được ảnh hưởng. That those places can be impacted by the power of God. Thì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải ảnh hưởng. So Jesus Christ teaches us the places that are in need, we have to have an impact upon them. Matthew chương 5 câu 13 đến 16. Let's look at Matthew chapter 5 verse 13 through 16. Các ngươi là muối của đất. Song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp ở dưới chân. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. You are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hidden. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng xong để ở trên chân đèn thì nó soi sáng cho mọi người ở trong nhà. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but they put it on a lampstand and it gives light to all who are in the house. Sự sáng các ngươi hãy soi ra trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Một ý niệm khác mà Chúa Ngài cho chúng ta thấy ở đây. Another thing that the Lord has allowed us to see. Các ngươi là muối của đất. Is that we are salt of the earth. Không phải muối trong hũ. It's not salt in a canister. Nhưng mà muối của đất. But salt of the earth. Chúa muốn chúng ta đem lại chất mặn của Ngài trong đời sống của chúng ta để chúng ta ảnh hưởng trên môi trường của chúng ta. God wants us to bring our saltiness to the earth to cause make an impact. Bởi vì muối đi đến đâu nó thay đổi cái môi trường. Because wherever salt touches, it changes that. Và Chúa Ngài muốn chúng ta ảnh hưởng trên xã hội của chúng ta như vậy. And God wants us to impact or influence society around us. Anh chị em, muối của anh chị em còn mặn không? I'm here to ask you, my brothers and sisters, is your salt still salty? Nếu còn,
phải thấy is, sức ảnh hưởng của nó trên hoàn cảnh xung quanh. Then you have to understand the influence or the impact that you can make in your surroundings. Anh chị em, vì chúng ta không muốn chúng ta bị loại ra khỏi xã hội và người ta xem thường chúng ta đến độ là họ chà đạp chúng ta dưới chân. Because my brothers and sisters, as the word of the Lord says, we don't want to be set aside, thrown out, good for nothing, where people trample us under their feet. Nhưng mà Chúa ngài muốn chúng ta làm muối mặn của đất này. But God wants us to be salt to the earth. Như vậy chất mặn của Chúa ở trong đời sống của chúng ta phải được thể hiện. That way the saltiness of God in our lives must be present. Quyền năng của Đức Thánh Linh biến đổi mình. Ở trong đời sống của chúng ta phải được thể hiện. Transform us and be within us. So rise up and shine brightly for the Lord. Một điều khác Chúa nói rằng các ngươi là sự sáng của thế gian. Another place, the word of the Lord tells us that we are the light of the earth. Không có mặt của chúng ta thế gian này tối là phải. If we weren't present, then surely the earth would be dark. Anh chị em, thật ra không có bóng tối. My brothers and sisters, I'm here to tell you that really there is no thing as darkness. Bởi vì bất cứ lúc nào mà chúng ta thấy sự sáng đến thì bóng tối bị đùa đi. Because wherever we see light come, darkness dissipates. Khi bóng tối nó có mặt là bởi vì chỗ đó thiếu ánh sáng. Is present, it's only because there is no light. Amen, anh chị em. Amen. Xin Chúa ngài sử dụng tất cả chúng ta. So may God use each and every one of us. Là sự sáng của thế gian. Light of the world. Amen. Amen. Rồi một cái thành ở trên núi. And we will be as a city upon a hill. Rồi cảm ơn Chúa vì Chúa có ý định là đời sống của chúng ta sẽ như một cái thành được cất ở trên núi cao. We praise God for his divine plan that each and every one of our lives would be as a glorious city built upon a very high hill. Đây là điều mà tôi tin Đức Chúa Giêsu ngài nói và các môn đệ của Chúa hiểu liền. This is what I believe Jesus Christ said to his disciples and they understood immediately. Suốt đời học lời của Chúa thì tôi nghe người ta cứ nói là đi lên Jerusalem. Throughout my life in studying the word of God, people would teach me and say we're going up to Jerusalem. Nhưng mà cho đến khi tôi đặt chân đến Thượng Hải, I stepped foot, thì mới thật sự biết rằng Jerusalem là một cái thành được cất ở trên đồi cao. It wasn't until I stepped foot in that land that I came to understand that Jerusalem was built upon a very high place. Từ Tel Aviv chúng tôi ngồi trên xe và đi ba chợ. We would drive up all the way to Jerusalem. Chính phủ Do Thái cho người ra và chúng tôi đi đường riêng từ phi cơ đi vào và chúng tôi không phải đi qua bất cứ quan thuế nào mà chúng tôi đi thẳng vào trong xe và họ chở chúng tôi đi. To take us in their vehicles and through helicopter? No. Just through the vehicles to pass through instead of going through the places where they had to check customs. Và cảm ơn Chúa là khi chúng tôi ngồi trong xe. And praise God that when we were in the vehicle. Và khi rời Tel Aviv. And when we left Tel Aviv. Chúng tôi bắt đầu thấy xe nó đi lên. We saw that the vehicle was going up. Rồi không bao lâu sau thì nhìn and thấy soon after we saw ở trên núi cao that on a very high hill, the city of Jerusalem. Không gì có thể che khuất được. There was nothing that could hide Jerusalem. Và đó là hình ảnh mà Chúa muốn thấy cho đời sống của mỗi người chúng ta. And that is the imagery that God wants to present to us so they can see it in our lives. Chúa muốn tất cả chúng ta God wants every single one of us to be like a city on a hill that cannot be hidden. Amen. Amen. Đời sống anh chị em trong những ngày qua có bị khuất không? So here's the question. Your lives, your city, has it been hidden lately? Những người cùng sở làm có biết anh chị em là con cái Chúa không? Your coworkers, do they know that you are a believer? Láng giềng của chúng ta có biết chúng ta là những người thờ phượng Chúa không? Do they know that you worship the Lord God Almighty? Nếu không, if not, chúng ta cần phải đổi hôm nay. Then we have to change today. Anh chị em, chúng ta phải là muối mặn. We have to become chúng ta phải là ánh sáng của thế gian này. We have to be light to the world. Và chúng ta phải là một cái thành. We have to be as a city that's built upon a hill that never can be hidden. Tại sao? Why? Vì tất cả chúng ta đã được Chúa ngài ban cho một cái phước hạnh. Because each and every one of us have been given a privilege, an honor, a blessing. Đó là ánh sáng đã đến trên cuộc đời của chúng ta. And that is the light of the Lord has come upon us, shine upon us. Đã được thắp sáng. Our lives have been lit for the Lord. Vì sự sáng của thế gian đã đến trên chúng ta. Because the light of the Lord has come upon us. Vì Đức Chúa Jesus Christ đã có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Jesus Christ is in our lives. Và vinh quang của Chúa tuôn đổ trên chúng ta. Is poured out upon us. Thì Thánh Linh của Chúa ngài đổ đầy sự hiện của ngài trên fills chúng ta. Himself fills us with his presence. Thì chúng ta phải trỗi dậy. Then we have to arise. Chúng ta trở nên những người mang sự hiện của Chúa đi khắp mọi nơi. A people that carry his presence wherever we go. Cho anh chị em hãy tiết ra chất mặn của mình cho đất này. So my brothers and sisters, allow your salt to impact this earth. Cảm ơn Chúa vì sự nhóm lại của chúng ta ngày hôm nay. I praise God for our gathering to worship this morning. Nên xem đây là cái thời giờ mà chúng ta không có hiệu quả trong việc truyền giáo nhất. But my brothers and sisters, this time that we share together,
This is not fruitful when we're talking about evangelism. Bởi vì chúng ta là những người những cái hột muối đang ở trong một cái hũ. Because right now in this very moment we are like salt in a canister or in a jar, all gathered together. Ý định của Đức Chúa Trời muốn rắc chúng ta vào ở trong xã hội này. But the plan of God is He wants to sprinkle us, our salt, we as salt, sprinkle us wherever we go. Cho anh chị em đừng làm nên những sống đạo rồi rút vào trong đó và chúng ta sẽ sống chung với những người cùng niềm tin. So don't sống đạo. Somebody help me. It's a faith community. Don't just go into a faith community and live within the four walls of a faith community. Nhưng mà xin Chúa ngài cho để tất cả chúng ta sẽ được Chúa ngài sử dụng tại nơi chúng ta đang sinh sống. But may God use each and every one of you where you go to school, where you go to work, where you live. Let the light of the Lord shine through you to others. Nếu trong những ngày qua chúng ta co rút và chúng ta lấy cái thúng mà chúng ta đã che cái đèn mà Chúa ngài đã thắp lên. If in the most recent days, the light that God has given you, if you've taken like a covering and covered it up, thì Chúa cho chúng ta bây giờ chúng ta dỡ thúng ra. Then may the Lord allow us in today, this very moment, that you lift that covering. Trong tâm linh tôi thấy điều này. In my spirit, I see it. Đức Chúa Trời sắp sửa lấy những cái che đậy anh chị em. God is about to take these coverings. Vì ngài đang chuẩn bị để tái giới thiệu anh chị em cho thế giới. He's about to reintroduce you, the believers of Jesus Christ, to this world. Để chúng ta sẽ làm chứng về điều lớn lao trên đời chúng ta làm cho đời sống của chúng ta. For all that God has done in our lives. Amen. Amen. Chúng ta được gọi để làm cái thành ở trên cao cao không bị che khuất được. To be a city on a hill that cannot be hidden. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta sẽ làm chức năng đó. So may the Lord bless us so that we can do so. Để người ta sẽ không phải ráng tìm mới gặp được. So that people don't have to go searching to find us. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em câu chuyện này rồi. I want to share this story with you and then we're going to conclude. Khi mới đến Mỹ. Whenever I first came to America. Tôi chứng kiến một cái tai nạn xe ở trên đường. And I witnessed a car accident. Và có lẽ là cái người ở trong xe đó đang hấp hối. And it must have been that person in that car accident was in shock. In a hurry. Ready to die. Ready to die. Thì tôi thấy một người mở cửa xe chạy ra. I saw a person open up their vehicle door and run out. Rồi để chạy thẳng vào cái chỗ mà xe đang bị đụng đó. And ran to the accident. Rồi này lên tiếng nữa nè. And this person said, tôi là một mục sư và tôi có thể cầu nguyện cho người này. I am a pastor and I can pray for this person. Ông đã bước vào và thi hành cái công việc của một người đệ tử của Chúa, một người mục sư. And he carried out the responsibility as a servant of the Lord, a pastor. Lúc đó tôi nhìn và tôi nói rằng, whoa. I looked at that time and I said, whoa. Chức vụ của người hầu việc Chúa ở tại xứ Hoa Kỳ này 45 năm về trước là một cái chức vụ được tôn trọng. The position or role of a minister 45 years ago was a very honored and prestigious responsibility and role. Anh chị em có biết rằng tất cả các mục sư. Did you know, my brothers and sisters, that all the pastors that were officially ordained? Chúng ta có thể đi thẳng vào ở trong cái nơi hồi sinh cấp cứu để gặp bệnh nhân mà luôn cả nhiều khi người thân của họ cũng không vào được. That as a minister, you can go into any emergency room and to pray for people, even in a place where some of the family and loved ones are not allowed to enter. Bởi vì thế giới và xã hội ở tại nước Hoa Kỳ này. Because the society here in America. Người ta biết một điều. They know one thing. Đó là những vị mục sư này. Is that pastors or ministers được trang bị để có thể làm công việc. To do. Họ có thể giúp cho các bác sĩ cũng như bệnh viện để giúp cho bệnh nhân sớm được lành. That they are able to help the doctors, the nurses, and even the victim to be healed quickly. Họ có thể kết nối với thiên đàng để có thể đem sự sống trở lại cho những người đang hấp hối sắp chết. Back to somebody who's right at their deathbed. Nếu xã hội còn nhìn thấy điều đó đối với những người hầu việc Chúa, thì xin Chúa nghe cho để chúng ta tất cả cũng sẽ nhìn thấy điều đó cho chính mình. If society can see that for a man or woman of God, then may we be able to recognize that and accept that in our own lives. Cho nên Chúa Giêsu ngài không bảo những người tín đồ mà thôi, nhưng mà Chúa ngài nói với các môn đồ của ngài là những người được Chúa huấn luyện để có thể ra đi và dạy dỗ muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. So Jesus, when he was speaking to his disciples, he wasn't just talking about the believers. He was speaking to his disciples to go out and raise up, build up disciples. Để khi một hoàn cảnh xảy ra. So that when a situation occurs, hoàn cảnh đó lên tiếng. And that situation, the need is crying out. Có nhân chứng nào, có ai tại đây biết cách để có thể giúp đỡ cái hoàn cảnh này không? How to help this situation, this person?
khi có một người nghiện ngập cần được giải cứu. When there's somebody who's addicted to something, whether it be drugs or alcohol. Khi một gia đình đang đánh nhau và đánh chửi với nhau. Where there's domestic violence and they're cursing each other. Những đứa con trong nhà đang thét lên. That children in that family are crying out. Ai có thể đến để giúp đỡ cho cha mẹ tôi, cho hôn nhân của họ? My parents, their marriage. Khi những hoàn cảnh đầy những sự đen tối. When there's circumstances where there's darkness abounding, and that circumstance is crying out. Đó là có ai có thể giúp đỡ được trong hoàn cảnh này? Here that can help me. Thì xin Chúa cho tất cả chúng ta. May each and every one of us, may the Lord allow us. Đáp lại với điều mà Chúa Ngài đã ra lệnh cho chúng ta trong Esai 60 câu 1. In a way where the Lord has commanded us out of Isaiah 60. Hãy vùng dậy. Arise. Tỏa sáng ra. Shine. Tại sao? Why? Vì ánh sáng đã đến trên chúng ta. Because the light of the Lord has come upon you. Vinh quang của Chúa đã ngự lên chúng ta. And His glory has risen on you. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Bây giờ hết. So now more than thế ever, giới này chúng ta đang rất our tối. World is very dark. Cần ánh sáng tỏa ra. And the world needs the light of God shining through you. Sáng của thế gian. So for all of you who we call light of the world, đã đến lúc chúng ta it is không còn time nữa, that you will no longer hide your light, mà chúng ta sẽ tỏa sáng but ra you will shine brightly for the Lord. Amen. Amen. Hỡi những muối của đất. So salt of the earth. Cảm ơn Chúa vì anh chị em về đây trong ngày hôm nay. Praise the Lord that you're here this morning. Để chúng ta nhận ơn và được nhắc nhở. So that you can receive God's blessing and be reminded. Để Chúa có thể rắc chúng ta trở lại vào trong xã hội sau giờ này. That God can sprinkle you back into the earth after our services. Để chúng ta thêm hương vị cho những người. So that we can impact people around us. Để chúng ta giữ cho không bị hôi sinh mà bị tảo hoảng. So we can be like salt to preserve the earth for God's glory. Chúng ta sẽ ảnh hưởng trên hoàn cảnh của chúng ta. And that will impact wherever we set foot. Và môi trường xung quanh của chúng ta. And whatever environment God puts us in. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Những chiếc thành đã được Đức Chúa Trời cất ở trên núi cao. So each of you who are a city, who are built on a hill. Đừng xem thường mình nữa. Don't look upon yourselves and take yourselves for granted. Đừng phá hủy cái đền thờ. Don't doubt what the Lord has put in you. Đừng phá hủy cái đền thờ này. Don't destroy the temple of who you are. Bởi vì chúng ta đã được mua bằng giá rất cao. Because you've been bought at a very high price. Hãy lấy thân thể mình. So take your bodies. Và làm sáng danh Đức Chúa Trời. And glorify God. Amen, anh chị em. Amen. Mọi người sẽ được phước cho cuộc đời của chúng ta. All the nations will be blessed as we touch them. Tôi kêu gọi ngay giờ này. I call right now. Tất cả những ai nghe là đã tin rồi. Who has heard and believes? Tôi là người mang sự vinh hiển của Chúa. That I am a carrier of God's glory. Tôi mời tất cả những người đang đứng lên và tôi xin được phép to được rise up to your feet so that I can pray for you. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài trong ngày. Praise the Lord for His word today. Cảm ơn Chúa vì mạng lệnh của Chúa. I thank you, Lord God, for the mandate, the commission that you have given us. Chúa giúp đỡ để chúng con đứng lên trong giờ này. To be able for everyone who is standing up right now. Tất cả chúng con đều nhận biết. That each and every one of us would come to know. Chúng con vùng dậy và tỏa sáng. That we need to arise and to shine brightly for you. Chúa, chúng con không chấp nhận. God, we don't want to accept. Bóng tối đang bao trùm trái đất này. That darkness is covering the earth. Mà chúng con thì lại giấu kín ở trong những cái tường. And in this darkness that we would hide our light. Ở trong bốn cái tường của nhà thờ. In the four walls of the church. Và lạy Chúa xin giúp đỡ. But God, would you help us? Lạy Chúa để chúng con những đền thờ di động này. To be mobilized temples of your presence. Chúng con sẽ tỏa sáng ra. That we would be able to shine out. Chúng con sẽ làm muối mặn. That we would be salt to the earth. Chúng con sẽ làm ánh sáng của thế gian. That we would be light to the world. Và tất cả chúng con sẽ là những cái thành được cất trên trời cao. And that all of us would be as a city upon a high hill. Không gì có thể che khuất. That nothing can hide us. Lạy Chúa, bây giờ xin làm điều mà Chúa hứa. God, would you do what you promised? Đổ vinh quang của Ngài trên hết thảy chúng con. Upon each and every one of us. Chúng con đón nhận. We receive it, Lord. Địa vị mà Chúa Ngài đã ban cho. The position that you have given us, God. Bây giờ xin đổ vinh quang của Ngài. So God, would you pour your glory upon us, your presence in us. Để chúng con có thể ra đi. So that we can go out today. Và tỏa sáng cho Ngài. And shine your light brightly. Con cảm ơn Chúa. We thank you, Lord. Để chúng đón nhận trong thời gian này. My brothers and sisters, receive it right now. Lời của Chúa đã kích hoạt điều gì đó ở trong chúng ta. The word of the Lord has caused our hearts to be moved. Bây giờ hãy đón nhận. So now receive it. Chúa, Ngài không nhường sự vinh hiển của Ngài cho bất cứ ai. God would not give His glory away to just anybody. Nhưng Chúa, Ngài ban sự vinh hiển của Ngài. But God has given His glory. Cho nên chúng ta không đi tìm vinh hiển bằng cách chúng ta làm nổi hay bất cứ một điều gì khác mà chúng ta ráng cố gắng làm. So there is no need for us to strive to do anything to get glory. He freely gives to us the believers. Chúa Giêsu hứa rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta sự vinh hiển. Ngài sẽ làm cho chúng ta được vinh hiển. He's going to cause us to be glorious in Him.
khi Ngài đổ lửa từ trời. When he pours out his fire from heaven. Và khiến cho chúng ta được bốc cháy cho and Chúa. And cause us to be set aflame for him. Như lửa đã đến từ sự hiện diện của Chúa. As fire would come in the word of God when his presence would come. Thiêu đốt của lễ khi to burn up the offering that has been set on the altar that Moses and his people dâng hiến had sacrificed. Cũng như lửa của Chúa đã đổ xuống khi vua Solomon cung hiến thánh đường. As well as when the fire of God came as King Solomon dedicated the temple. Thì giờ này xin lửa của Chúa đã đổ ra trên hội thánh trong ngày lễ ngũ tuần cũng sẽ đổ trên mỗi một cuộc đời. The same fire that came at Pentecost come upon you right now. Đốt cháy Chúa giọng. To cause you to burn a flame for the Lord. Sự hiện diện của Ngài liên tục ở với chúng ta. Lord God, your presence would continually be with us. Và vinh quang của Ngài sẽ tỏa sáng. And your glory would shine brightly in our lives. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. Chúng con thành kính cầu nguyện. We pray all these things. Trong danh Chúa Jesus. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Chúa ban phước. So may God bless you, my brothers and sisters. That you would go home today. Ảnh hưởng trên cộng đồng và thành phố của chúng ta. Wherever you go. Hallelujah. 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 Cảm ơn Chúa. Praise chúng tôi sẽ nắng lại tại đây và cầu nguyện cho các anh chị em có nhu cầu hay là khao khát muốn được đặt tay cầu nguyện. For those of you who have a need, we are going to stay back and pray for you. Or if you want to receive the laying on of hands, the impartation, please come to the altar. We will stay back and pray for you. Một thánh hẹn gặp lại anh chị em ở trong thánh kinh mùa hè hay là trong Chủ nhật tuần tới mà chúng ta có cơ hội để gặp lại. In church, we're going to see you this week at Vacation Bible School, which begins at 7 p.m. every night, or we'll see you next Sunday for worship. Chúa ban phước trên hết thảy. May God bless you. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.